Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan nội chính của tỉnh. Đây là lần đầu tiên hội nghị toàn quốc của tất cả các cơ quan nội chính được diễn ra tại 138 điểm cầu với trên 4.600 đại biểu. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 9 cơ quan nội chính gồm Viện Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp, Thanh tra, Kiểm toán, Công an, Quân đội, Ủy ban Kiểm tra Đảng và Ban Nội chính Đảng phải thực sự là thanh kiếm sắc bén và lá chắn vững chắc để bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn trật tự xã hội. Do đó, các cơ quan nội chính cần tích cực chủ động tham mưu có hiệu quả, đồng thời là lực lượng chủ công trong công tác phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực. Trong công tác nội chính, phải luôn kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động tấn công, trong đó lấy phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài, phát hiện xử lý tấn công là đột phá, quan trọng. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, xử lý nghiêm minh, kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ những hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội, tiêu cực, tham nhũng. Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả.